Chương trình Tâm lý và đời sống với bác sĩ Lê Dạ Lữ xin chào tới ngộ quý vị các khán giả của VNTV. Chào bác sĩ Lữ. Chào Phan Anh và chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đã theo dõi rất là nhiều chương trình của bác sĩ Lê Dạ Lữ chia sẻ với chúng ta những cái vấn đề liên quan đến tâm lý cũng như là sức khỏe trong đời sống hàng ngày. Ngày hôm nay bác sĩ Lữ sẽ cùng trình bày với quý vị để quý vị biết về bác sĩ Lữ nhiều hơn một tí xíu nữa. Thì thưa quý vị, một lần nữa Phan Anh xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Dạ Lữ là bác sĩ chuyên khoa về tâm thần và cái title của bác sĩ là Board Certified Psychiatry. Bác sĩ Lê Dạ Lữ là psychiatrist. Thì bác sĩ có thể giải thích dùm cho Vân Anh cái sự khác biệt giữa bác sĩ là psychiatrist và psychologist là như thế nào? Dạ, thưa quý vị, psychologist là một nhà tâm lý học và có nghĩa là nói là PhD bằng tiến sĩ về tâm lý. Và chúng ta cũng gọi là bác sĩ. Dạ vâng, dạ vì cái đó là philosophy doctor thì vẫn là bác sĩ. Những người psychologist chuyên khoa về là therapy. Một người nào mà có vấn đề tâm thần thì cứ tới người này thì là mình có thể nói chuyện với một người psychologist. Còn chuyên khoa của mình kêu là psychiatrist, có nghĩa là bác sĩ tâm thần. Và theo mình thì cái bằng của mình là được một cái thêm là viết thuốc cho bệnh nhân. Cái training nó khác. Vì mình đi bên là phải vừa hiểu tâm lý và vừa học thêm phần viết thuốc. Vì mình phải hiểu biết là nếu người này trị vào cái phần trị liệu therapy và nói và cần thêm sự thuốc men thì có mình trong đó. Vì là cái là psychology là PhD, còn psychiatry là medical doctor hay là DO. Dạ vâng. Bác sĩ Lữ có thể chia sẻ với quý vị là bác sĩ Lữ chuyên khoa về cái lĩnh vực nào về tâm thần, cũng như là bác sĩ đã được training, đã học bao nhiêu năm để bác sĩ có được cái bằng psychiatrist giống như ngày hôm nay? Trước hết thì dĩ nhiên là dưới là đại học, mình học chuyên khoa về biology hay là những gì khác cũng được, xong rồi mình vô y khoa. Trường y khoa thì là 4 năm là medical school, xong rồi sau khi đó mình specialize vô là psychiatry, là residency là cái đó là 4 năm nữa. Còn nếu mình muốn đi chuyên khoa riêng dưới đó thêm nữa đó là như mình là mình đặc biệt vô hai cái nữa là brain injury medicine, là về bệnh mà tổn thương cho óc não, như những người đi chiến tranh bị nổ bom hoặc là những người chơi thể thao và bị đụng đầu, nhưng mà sau khi đó lại là quên nhớ hay là có bệnh mà cũng như là tánh tình thay đổi, thì cái đó là brain injury medicine, là chuyên khoa riêng của mình dưới cái psychiatry. Và có một cái nữa mình có nữa là châm cứu, vì mình muốn hợp tác giữa đông y và tây y, thì cái đó là ba cái đặc biệt mà mình có thể có. Và những cái chẩn đoán thường xuyên là common conditions mà mình thường thấy, common diagnosis mình thường gặp là depression, thì dĩ nhiên là trầm cảm, phiền muộn, suy sụp, chán nản hay là buồn. Những cái đó đều là có thể giải thích cho một người trong cái tình trạng là buồn, phiền, trầm cảm. Hoặc là mình nói về anxiety, như là sự lo ngại, lo lắng, sợ hãi, rối loạn, lo âu tổng quát, có nghĩa là generalized anxiety disorder, có nghĩa là cái gì cũng làm cho mình lo lắng, mà lo cả ngày cả đêm, từ sáng tới tối cứ là kiếm chuyện để mà lo. Nó làm cái đời sống của mình nó rối loạn lên hết. Một cái nữa là addiction, là nghiện hay là phụ thuộc về thuốc, hoặc là thuốc viện, hoặc là rượu hay là thuốc lá này kia vậy đó. Xong rồi bệnh hoảng loạn như là panic, xong rồi bệnh mất ngủ, rối loạn giấc ngủ, bồn chồn, sự nhai lại như là ruminate, cứ tối trước khi đi ngủ cái đầu óc mình nó cứ đi tới đi lui, một chuyện nào đi tới đi lui, nó đi trong đầu mình hoài, mà nó làm cho một người ta nói tới văn phòng mình là bác sĩ cứ tối tới là cái đầu tôi nó cứ chạy vòng vòng ngoài, nó không có ngồi im để mà nó ngủ. Thì những cái đó là những cái rất là thường xuyên mình gặp trong văn phòng mình. Mà những cái đặc biệt hơn mà cũng là trầm trọng hơn đó là schizophrenia, có nghĩa là tâm thần phân liệt. Có những cái này là những người bị ảo giác âm thanh hoặc là ảo giác thị giác, có nghĩa là mình nghe những gì chính cái người bị cái bệnh là nghe, nhưng mà người ngồi kế bên không nghe, vì cái đó là chính trong đầu người ta nó đã bị triệu chứng đó. Và những cái ảo tưởng nó khác biệt cho những cái người bị bệnh so với những người ngồi kế bên. Cái đó là rất là trầm trọng mà hơi khó để mà nói rõ ra được, vì chính người đó không thể giải thích được. Nhưng mà những người trong cộng đồng nhiều khi mình không phải là chuyên khoa cho nên mình cũng không biết là nói làm sao. Chỉ có thể là nói chung là người đó điên hoặc là bất tầm thường, nhưng mà không hiểu rõ là khác biệt như thế nào để mà chữa trị, vì cái đó cái thuốc nó rất là khác với lại những thuốc khác. Rồi một cái nữa là rối loạn lưỡng cực như là bipolar, có nghĩa là vui trong một giai đoạn mà cũng như là quá chừng sức để mà muốn làm gì làm, như là cảm thấy như mình có quá trời sức khỏe để mà không ngủ, không lo việc mà ăn uống gì, cứ là muốn làm cái gì là chạy vô đi làm, rất là hăng say trong vài ba ngày, nhưng mà sau khi đó lại là rớt xuống lại vô cái tâm trạng trầm cảm rất là lâu. Nó kêu là bipolar, có nghĩa là lúc vui lúc buồn đều có trong một người. Đấy đó. Cái đó cũng là rất là quan trọng, vì những cái lúc người lúc đó trong lúc vui á, nó hơi nguy hiểm, vì người đó có thể hơi quá đáng trong những cái lý do của họ. Và cái cuối cùng là cái eating disorder, có nghĩa là rối loạn ăn uống. Cái này rất là quan trọng vì có nhiều người rất là không dám nói. Nhịn ăn không bác sĩ? Nhịn ăn, có nghĩa là chán ăn tâm thần, có là anorexia, có nghĩa là cấm chính người mình ăn. Vì trong đầu họ có lẽ nhiều khi họ nghĩ rằng á, là họ quá mập hay là quá ngoài cái sự ý muốn cân nặng của họ. Cho dù họ thí dụ như rất là nhẹ và xương và da thôi mà họ vẫn trong đầu họ nhìn vô gương họ vẫn nghĩ rằng là họ quá mập, cho nên họ cấm ăn chính họ. Rất là nguy hiểm. Còn một cái là cũng như là chứng háo ăn là bulimia, có nghĩa là ăn xong rồi có thể là tẩy ra, hoặc là ăn xong rồi giữ. Đó, cho nên hai cái nó hơi khác biệt nhau, nhưng mà mình nói chung là eating disorder. Thì mình nói sơ sơ, đây là những cái lĩnh vực thường xuyên mình có thể gặp được khi mà mình nói về chuyên khoa tâm thần, và hơi khó cho cộng đồng Việt Nam. Hơn nữa là có lẽ mọi người đều có một chút này chút nọ, mà không biết là cái nào nặng hơn hoặc là cái nào là phải lo trước, cái nào lo sau. Đó, cho nên mình muốn cho cộng đồng đều biết hết những cái như triệu chứng thường xuyên để mà có thể biết được là cần nên gặp bác sĩ. Dạ. Khi mà muốn đến gặp bác sĩ Lữ thì có cần phải qua một cái sự giới thiệu của bác sĩ gia đình hay như thế nào không bác sĩ? Nếu mình đi theo muốn đi riêng á, thì cũng có thể, và muốn đi qua sự mà referral của một người bác sĩ gia đình cũng có thể. Hai cái đều làm được, nhưng mà nếu mà tốt nhất thì cứ gọi vô rồi mình coi từng người cái specific detail nó như thế nào. Yeah. Thì đó. Nhưng mà cái có thể là nhiều người muốn biết là khi tôi vô văn phòng gặp một người bác sĩ tâm thần giống như mình thì tôi có thể expect những có cái gì, như là tôi sẽ biết được cái gì. Thì có thể mình cho biết được là buổi hẹn đầu tiên đi. Ví dụ như khi mà mình vô văn phòng bác sĩ mà mình chưa bao giờ gặp bác sĩ tâm thần, mà mình cũng không biết nói cái gì và không biết làm sao, thì có thể expect được những cái gì. Thì chính mình á, thì mình muốn là biết là cái lịch sử thời gian của một người này, có nghĩa là từ lúc phát triển của tuổi trẻ của người này cho tới lúc ngay người này gặp mình là bao nhiêu năm và đã trải qua những gì, và trong cái thành phần hôn nhân, nghề nghiệp, gia đình, giáo dục, xã hội là cái nào nó đứng ra cho mình là cái có thể là cái việc mà cần để chú ý hơn cho chính cái người này. Và những cái khó khăn hơn trong lịch sử là có cái người này có thể bị lớn lên trong cái bạo lực gia đình, như là domestic violence không, hay là abuse không, hay là có bị nghiền rượu, nghiền thuốc, hay là những cái gì khác khó khăn trong cái đời người này mà nó làm cho mất mát người con, bà con, gia đình vậy đó, mà nó làm cho người này tới cái tâm trạng là phải cần người chuyên khoa giúp đỡ. Đó. Thì nói chung là mình muốn hiểu được cái lịch sử thời gian là một, và cái thứ hai quan trọng là cái nhìn tới cái tương lai của người này. Đó là theo cái tâm trạng mình bây giờ thì cái người này muốn có cái gì thay đổi trong cái đời của họ. Dạ vâng. Rất là hay phải không quý vị? Và rất là vui là ngày hôm nay tại San Diego của chúng ta đã có một vị bác sĩ tâm thần, chuyên khoa về tâm thần, và bác sĩ Lữ thì nói tiếng Việt rất là thông thạo, cho nên chúng ta có những câu hỏi gì không có ngại ngùng để mà hỏi bác sĩ Lữ. Bác sĩ Lữ, Phan Anh được hỏi bác sĩ là trong cái lĩnh vực chuyên môn của bác sĩ đó thì người Việt của chúng ta có theo cái ngành này nhiều không bác sĩ? Theo mình biết thì trong San Diego thì rất là ít, mà trong nói chung hết nguyên nước Mỹ thì cũng là ít, tại theo cái kinh nghiệm của mình đi thực tập thì phần số mà có thể mình nói là vừa học tâm thần mà vừa nói được tiếng Việt thì cũng là rất ít nha. Cho nên mình bởi vì mình mới thấy là mình thích để mà lên để mà chia sẻ cùng với cộng đồng, tại vì mình biết được mình có một cái chút gì để mà giúp đỡ cho cộng đồng, là hỏi và trả lời cho nó có thể là cho cái sự mà hiểu biết nó rộng lượng hơn thêm, và cái sự mà sợ hãi khi mà gặp một người bác sĩ thì nó ít xuống lại, để mà cho có cơ hội cho như mọi người đều có câu hỏi gì cho nó khỏi bị như là confused vậy đó. Dạ vâng. Và thưa quý vị, Nói tóm lại, trong tất cả các chương trình tâm lý và đời sống với bác sĩ Lê Dạ Lữ thì cái quan trọng mà bác sĩ Lữ muốn chia sẻ với chúng ta là làm sao để cái người bệnh nhân, cái người đang cần sự giúp đỡ đó phải mạnh dạn đủ để mà đến gặp bác sĩ. Giống như là chúng ta thấy là chúng ta đi gặp bác sĩ để chữa bệnh cholesterol hoặc là chữa bệnh tiểu đường hoặc chữa bệnh cao máu mà ai trong chúng ta cũng có hết. Thì lúc nào bác sĩ Lê Dạ Lữ cũng khuyến khích chúng ta ngăn chặn ngay từ đầu thì chúng ta sẽ không có gặp những cái phức tạp về sau, phải không bác sĩ Lữ? Dạ, cái mà mình thường muốn hỏi những người tới cần mình giúp đỡ là nếu mà anh hoặc chị hay là bác nếu mà khỏe được và không còn trong cái tâm trạng của mình đang như vậy thì bác hay anh chị sẽ làm những cái gì khác biệt đó, thì mình hiểu được cái sự nhìn của người đó trong cái tương lai của họ là nếu mà tôi đầy đủ sức khỏe và đầy đủ tâm thần ý chí thì tôi sẽ làm gì khác trong đời tôi, thì cái đó là cái quan trọng đó, để mà mình hiểu được cái ý muốn của người đó, và cái đó là cái nơi bắt đầu để mà mình cho biết được là cái người này có hiểu được là cái thiếu thốn của mình như thế nào và cái ước ao và cái ước vọng của mình nó như thế nào để mà mình giúp được cái người đó đạt được cái mục đích chính người đó đã đặt ra cho mình. Dạ vâng, và thưa quý vị, và khi mà quý vị có tất cả những cái thắc mắc nào mà quý vị cũng có thể muốn gửi những cái thắc mắc đó đến với bác sĩ Lê Dạ Lữ thì quý vị cũng có thể email, bác sĩ Lê Dạ Lữ có cái số điện thoại để quý vị có thể để lời nhắn lại. Đồng thời quý vị cũng có thể email những cái topic, phải không bác sĩ, để bác sĩ chia sẻ trong chương trình của chúng ta. Dạ, cái của mình muốn biết đó là cộng đồng có câu hỏi gì cho mình và cộng đồng có muốn biết mình nói gì thêm vào những cái đề tài nào. Tại mình muốn cho nó có một cái sự đối thoại để mà cho nó có cái tới lui, chứ cứ mình nói không thì cũng có thể mình hụt hết những cái gì mà cộng đồng muốn biết tới. Thì cứ vui lòng và gọi và để message là mình sẽ thâu lại và sẽ đem lên đài và nói. Còn nếu mà phần mà muốn email thì quý vị cứ coi cái email đây và nói ha. Ngày hôm nay bác sĩ Lê Dạ Lữ chia sẻ với chúng ta những cái thông tin rất là hữu ích cho chúng ta, cho chính cá nhân chúng ta và cho người thân cũng như là cho cộng đồng của chúng ta tại San Diego. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin hẹn quý vị trong chương trình Tâm lý và đời sống với bác sĩ Lê Dạ Lữ lần sau. Cảm ơn quý vị.